quá thương cô nàng khéo nướng bánh bông lan. Xe đò lục tình thênh thang, quen hơi nhớ tiếng quá cha tìm về. Cô hai ơi, cái bánh bông lan nhị vàng cánh trắng, còn bánh bông lan cánh vàng nhị cũng vàng luôn. Vậy mà hễ vắng lâu là trong dạ thấy buồn, chắc là mai mốt tôi về tôi ở luôn nơi này. Ủa mà sao cô hai nín thinh không nói một lời? Ông bà mình có bảo hễ ăn thì có nói, sao cô hai hà tiện từng lời từng tiếng vậy cô hai? Nói vậy hồi nãy tới giờ tôi đít gần chục cái bánh bông lan rồi hả? Chắc là phải ở đây nói hoài cho tới tối. Vậy chứ cô hai hối làm sao cho đành đoạn, trong khi chỉ tài nhớ cái bánh bông lan mà từ ở trên xứ tôi lặng lội tới dưới này. Nhưng chắc tại đánh bột khéo tay nên tôi mới nhớ hoài. Ủa nói vậy không phải à, mà chắc nhờ tay nướng khéo đó. Ủa cũng không phải mà nè cô hai, cô ác như vậy, không lẽ tôi nói tôi xuống dưới này là tại vì tôi nhớ nhớ bánh bông la. Bông lan mà ấp miệng kề, bước lên tìm mình. Cũng được có mấy bữa đâu mà cô phải bận lòng. Dạ, tôi có nghe nói cái nghề làm bánh đâu phải ai cũng làm được, phải học hỏi cho đàng hoàng, còn phải khéo tay nữa.
Dạ, cô hai tốt bụng vậy tôi cảm ơn, nhưng ngặt một điều là tôi chưa có vợ. Dạ, từng tuổi này mà tôi còn ở vậy có mình ơn à. Cũng có lọc lựa kén chọn gì đâu, nhưng chắc tại cái mùi vị bánh bông lan mà cả đời tôi quên không được. Dạ, cảm ơn cô hai. Mà cô hai nè, sao tôi nói cái gì cô cũng bàn ra hết trơn trọi vậy? Thôi á, thì nói gần nói xa không qua nói thiệt. Cô hai, tôi lặn lội xuống dưới này là tại vì tôi nhớ cô hai.